TV. Chắc chắn là được Phương Nam xin chào tất cả các bạn và các bạn. Thì và các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về cái chủ đề đại điều thực phẩm các bạn nhé. Cái video này thì mình muốn làm để chia sẻ cho tất cả các cái quý vị và các bạn, tất cả những khách hàng của bên mình và những quý vị và các bạn mà đang muốn tìm hiểu về cái đại điều thực phẩm, thì quý vị và các bạn biết được cái thông tin về đại điều thực phẩm của bên mình đang giao dịch là như thế nào, để quý vị và các bạn có cái kế hoạch cũng như là cái định hướng để phát triển trong tương lai các bạn nhé. Thì đối với đầu tiên thì đối với tất cả các cái quý vị và các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đại điều và tất cả các quý vị và các bạn đang là khách hàng của bên mình, thì mình xin được chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn một cái thông tin, đó là bên mình đang thu mua lại đại điều thực phẩm của tất cả các khách hàng của bên mình với cái giá là 75.000 một kg đại điều hơi. Đó là bên mình trực tiếp đi thu mua. Còn với quý vị và các bạn mà chuyển đại điều thực phẩm về tới trang trại của bên mình, thì bên mình đang thu mua là với giá là 80.000 một kg đại điều hơi các bạn nhé. Cái thông tin này mình xin được cung cấp và chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đại điều, đặc biệt là quý vị và các bạn đang là khách hàng của bên mình, những người đang là khách hàng nhập đại điều giống của bên mình và cũng như là khách hàng đang xuất đại điều thực phẩm cho bên mình biết là cái giá bên mình đang thu mua là như thế nào, để quý vị và các bạn biết và quý vị và các bạn có thể là tính toán được, hạch toán được cái chi phí cũng như là cái lợi nhuận của quý vị và các bạn trong cái quá trình mà hoạt động kinh doanh đại điều các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì mình xin được chia sẻ một cái thông tin hết sức quan trọng, đó là cái đại điều thực phẩm, đại điều hơi. Bên trang trại đại điều Phương Nam thì luôn luôn cố gắng là hỗ trợ khách hàng một cách tối đa về cái giá, về cái giá thu mua đại điều thực phẩm, thì bên mình luôn luôn cố gắng là nỗ lực để thu mua đại điều thực phẩm cho khách hàng của bên mình với cái giá là cao nhất, với cái giá là phù hợp nhất để quý vị và các bạn có thể là có được những cái lợi nhuận tối đa trong quá trình hoạt động kinh doanh đại điều. Nếu quý vị và các bạn xuất đại điều thực phẩm cho bên mình, đó là cái đại điều thực phẩm bên mình đang thu mua là 75.000 kg hơi, đó là bên mình thu mua trực tiếp. Còn quý vị và các bạn mà chuyển đại điều về trang trại đại điều Phương Nam của bên mình, thì bên mình sẽ thu mua với giá là 80.000 kg hơi các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái giá đại điều thực phẩm mà bên mình đang thu mua thì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn rồi. Còn nhiệm vụ của quý vị và các bạn còn lại thì hết sức đơn giản thôi. Chúng ta sẽ căn cứ vào đó để chúng ta sẽ hoạch toán chi tiêu. Chúng ta sẽ căn cứ vào đó để hoạch toán cái lợi nhuận. Cái việc của quý vị và các bạn cần phải làm là khi đại điều thực phẩm của quý vị và các bạn xuất bán, thì cái trọng lượng trung bình thì sẽ phải đạt từ 80 cho tới 100 kg một con. Thì như vậy là cái chúng ta sẽ đạt được cái tối đa cái lợi nhuận khi chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực đại điều. Còn trong lượng của đà điểu của quý vị và các bạn trung bình từ 70 kg trở xuống, thì như vậy là hơi thì không đạt nữa. Trong lượng như vậy thì cái giá trị của một con đà điểu nó sẽ bị giảm đi, như vậy là cái lợi nhuận của quý vị và các bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nên là mình tư vấn cho quý vị và các bạn là chúng ta lên hạch toán và chúng ta lên có một kế hoạch chăm sóc đà điểu, nuôi dưỡng đà điểu, và khi đà điểu của quý vị và các bạn xuất bán thì sẽ đạt trọng lượng trung bình từ 80 cho tới 100 kg một con. Gọi là chúng ta sẽ đạt tối đa đa cái lợi nhuận của đại điều các bạn nhé. Thì và các bạn thân mến, thì với cái giá đại điều hơi mà bên mình đang mua tại thời điểm hiện tại, nếu quý vị và các bạn mà hạch toán chi tiết, chúng ta tính toán được, chúng ta sẽ có được những cái lợi nhuận nhất định trong quá trình hoạt động kinh doanh đại điều của quý vị và các bạn. Mình xin được kính chúc cho tất cả các quý vị và các bạn sẽ đạt được tất cả các kế hoạch của quý vị và các bạn đặt ra trong cái quá trình hoạt động kinh doanh đại điều các bạn nhé. Còn nếu quý vị và các bạn có bất kỳ vướng mắc hay là khó khăn gì cần tư vấn và tháo gỡ, thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới trang trại đại điều Phương Nam. Số điện thoại hotline là 0912 và 0001, thì mình sẽ trực tiếp tư vấn, chia sẻ cũng như là tháo gỡ tất cả các vướng mắc của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì trên hình ảnh tất cả các quý vị và các bạn là những con đại điều thực phẩm. Những con đại điều thực phẩm này đều là của khách hàng của bên mình. Bên mình thu mua lại. Nên là bên mình sẽ tập trung vào cái công việc là thu mua lại đại điều thực phẩm cho tất cả các quý vị và các bạn. Đó là cái việc đơn giản quyết cái bài toán đầu ra đại điều thực phẩm. Thứ hai là giải quyết cái bài toán là đại điều thực phẩm của bên mình. Và các bạn thân mến, thì hiện tại thì các bạn thấy là mình đang được rất là những con đại điều này, mà con đại điều này không có phản ứng gì. Những con đại điều này được nuôi rất là tiếp xúc với con người nhé, nên là nó rất là dạng người. Nhìn thấy con người nó sẽ không có những phản ứng hoảng loạn, chạy bắn loạn.
đây là những con đà điểu này thường thích với con người, chăm sóc cũng như là ngắm nhìn nó và chơi đùa với nó, nên là những con đà điểu này rất chi là thân thiện các bạn nhé. Đó, người ta đứng rất gần đó thì nó không có phản ứng gì cả, không sợ hoảng loạn, cũng như là không có biểu hiện là sợ sệt, sợ hãi các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ cho quý vị và các bạn biết, để quý vị và các bạn có thể là tự tin trong quá trình hoạt động kinh doanh đà điểu. Quý vị và các bạn không còn phải lo lắng là khi có cái nguồn đà điểu thực phẩm rồi thì chúng ta sẽ tiêu thụ ở đâu. Thứ hai là quý vị và các bạn không còn phải lo lắng là khi có nguồn đà điểu thực phẩm rồi thì chúng ta sẽ không xuất bán được với giá hợp lý. Thì bên mình đã giải quyết cái bài toán đó cho tất cả các quý vị và các bạn. Những cái giá trị mà bên mình muốn mang lại cho quý vị và các bạn đó là những cái từ thực tế, đó là bên mình cam kết cung cấp những con đà điểu giống đạt chất lượng nhất. Thứ hai là bên mình cam kết thu mua đà điểu thương phẩm với cái giá là phù hợp nhất cho người kinh doanh các bạn nhé. Đó là những giá trị mà bên mình mang lại cho khách hàng của bên mình. Cái cách mà bên mình đang làm việc đó là win-win, tức là hai bên cùng phải có lợi các bạn nhé. Khách hàng của bên mình sẽ được đặt lên hàng đầu, cái thứ ưu tiên là sẽ mang lại những cái giá trị tốt nhất cho khách hàng của bên mình, những cái lợi nhuận cho khách hàng của bên mình, để khách hàng của bên mình có thể là tự tin phát triển một cách ổn định và bền vững. Cái video này mình xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ thực hiện tốt những kế hoạch của quý vị và các bạn đặt ra, và xin chúc cho cái kế hoạch kinh doanh đại điều của quý vị và các bạn sẽ mang lại những cái giá trị tốt đẹp nhất, sẽ mang lại những cái lợi nhuận cao nhất cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.